gì một tô bình thường là nhiêu tiền gì Thảo? Tô 20, bốn đầu cá cũng 20. Dạ. À tùy theo lớn nhỏ ha. Dạ. Một khoảng bốn cá rất là lâu đời ở Long Xuyên cả nhà. Dì bán chắc cũng 20 năm rồi đấy gì ha. Ba mươi mấy năm rồi, dạ. Bán hơn ha. Bán 30 mấy năm ở Long Xuyên cả nhà. Khách nói chung là ở quán này là nhiều người dân giới thiệu mình về Long Xuyên là nên ghé thử quán bún cá của dì Thảo này. Cái cá nào nổi tên là chà hay gì hả? Dạ dạ. Cái này chà cá. Thảo không biết cái gì cho nên hỏi gì. Còn bao nhiêu con hả? Đây là còn 30, chú, à, chú con là hộp thòi 20 con lấy tiền rồi. Mới 20 con. Rẻ lắm. Ở đâu rồi? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô bán có buổi sáng tới hả cô? Đó là một tô vậy là 20 ngàn cả nhà. Sáu giờ là bán chưa cô? Sáu rưỡi là có. Dạ. Bán khi nào hết thôi đó cả nhà. Nghe không nghe? Dạ đúng rồi, đôi khi nghe nói hết sớm lắm á, phải đi tranh thủ đi xem sớm xíu để có. Em kêu chưa? Của em á hả hay là dạ không biết hai người bên đó kêu cái gì á cô. Còn em ăn sao, tại vì em quay xong là chút cho nó nóng hổi. À có một lưu ý là bún cá ở Long Xuyên á, thì không có heo quay giống như ở Châu Đốc. Long Xuyên thì không có heo quay. Rồi dạ, bà ăn cái đã. Trời sôi hùng hục luôn á, sôi phải nóng hổi vậy nè. Đây cả nhà ơi, đây là bún cá của cô Thảo ở Long Xuyên này cả nhà, ở đường Huỳnh Văn Hay với Lương Văn Cù.
thành phố Long Xuyên. Một tô như vậy chỉ có 20.000 thôi. Thì ở đây là có cá lóc với cá chiên, chả cá chiên. Chỉ có hai món, không có heo quay giống như ở Châu Đốc nha. Tại vì mỗi nơi thì họ nấu theo một kiểu khác nhau. À, nơi có một cái vị đặc trưng khác nhau. Cá lóc. Đó. Để em coi thử cái nước dùng ở đây nó có đậm vị không, nó có ngon không? Nghe nhiều người giới thiệu là ngon lắm đó. Thơm, nó thơm. Có giống Châu Đốc không em? Nói chung là nó giống đó. Giống hả? Ừ. Em thấy nó thơm, rau cũng nó xanh tươi. Có vị ngọt. Bún cá buổi sáng thì ai mà không có thích ăn dầu mỡ thì mình ăn bún cá rất là ngon. Đông ha. Thảo thấy là cái quán này rất là đông luôn cả nhà. Quán vỉa hè thôi mà khách rất là đông. Coi thử miếng cá có ngọt không nè. Chấm một chút nước mắm me, mắm tắc. Nhìn có cá vẻ dai ha. Thơm á. Ừ. Hơi dai dai. Nói chung thì cá mà bún cá ở đây là như vậy là rất là ngon rồi. Cả nhà mà là cá là hơi bị tanh á. Ừ. Mà cá này không. Cả nhà mình có dịp về Long Xuyên thì mình có thể ghé cái quán bún cá của cô Thảo cả nhà. Bán hơn 30 năm ở Long Xuyên rồi đó. Chú tiếp cùng giá chiều chú. Tiếp cùng giá chiều chú. Thế hiểu? Dạ. Hai tô. Tiêu hủ tiếu lỡ chơi rồi. Sao bị quýnh nè. Bắn cái khách đây. Tưởng là chưa kêu đó. Đâu? Hội kêu mấy tô? Hai tô. Hỏi chị Nhật rồi. Kêu rồi. Kêu rồi con không? Kêu chị ghế cho con. Hai ghế kêu con chị quýnh luôn. Dạ, lấy đi con, Thảo Hiền lấy đi con. Mắm me đó. Mặt bún ít rau. Có quý chị. Ít rau. Chị chơi bạn bánh mứt không? Bánh gì chị? Rồi ăn mứt tí chứ. À, bánh mứt hả? Bà cho đi rồi em ăn nè. Mà đâu có bán không mứt thì em để cho. Ai gì đó thì chứ cái nhà em cũng nghe còn bị quý không nghe được. Để đây lại đây lại. Cái tô này hả? Ừ. Để làm tập cái gì vậy? Thôi là cho em. Không chịu, chịu hai ngón à. Lấy muối nha, không lấy nước mắm ra không? Ừ, lấy muối. Rồi lấy muối đây, 20 thôi. Rồi. Đây. Tiền. Cho con tô cá không thôi. Phải giả ha. Dạ, khỏi giả. Đông nóng nóng cho con cái ha. Của em đó. Đâu bữa trước? Trước hôm qua. Bữa trước con lấy rồi, không phải hôm qua mà bữa trước. Quá trời ngon luôn cả nhà. Một tô mà 20 ngàn như vậy là xứng đáng luôn á. Yeah. Bây giờ mà 20 ngàn mà mình kiếm được tô bún cá gì ngon vậy thì hiếm lắm. Phải là người dân địa phương họ mới biết được những cái quán mà nó nằm trong cái hẹp con hốc vậy nè. Bên nào cũng được, chứ hai chồng bằng dưới nó mớt luôn đó. Con bé không giao nè. Đó, tô nào cũng hai miếng cá to vậy cả nhà.
chứ không phải là Thảo quay phim cho nên cô Thảo múc cho mình tô nhiều đâu. Đó. Khách nào bán cũng giống nhau để khán giả coi rồi biết. Coi biết tao lỗ, đúng rồi. Cô nói nhà mình bán là hơn 30 năm rồi đó cô ha. Dạ. Thảo nhắc lại cái địa chỉ cỡ quán bún cá của cô Thảo cả nhà, là đường Huỳnh Văn Thay với Nguyễn Văn Cừ á, ngay góc đường luôn. Mình tới là mình thấy cái quán bún cá khách ăn đông là đó đó, ngay thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cả nhà. 6:30 thì cô Thảo dọn ra bán. Giúp cả thêm cho chị Thảo của tôi. Ít dao không, ít dao không giả.